Rất lâu rồi anh đi thèm quay clip tiếng Nhật. Anh không được diễn với ai kể từ khi anh có công ty. Mùa xuân đó anh có công ty. Vậy cơ sao giờ hơn một tháng trôi qua, mọi người vẫn mong đợi mà anh đây có máy nhưng chưa thể quay tiếp. Mùa xuân đến anh không thể quay tiếp. Thế nào nay lại quay tiếp, và thế nào hôm nay lại có hương, thế nào bài học lại thật đắc cư, không không khó khăn chỉ cứ sổ nâng ca lại có thế, chỉ cứ sổ về mà anh chẳng dài thế thế, chỉ cứ sổ con nà ni mưu dư cả gì cứ nay ô xê rư yô. Anh ơi, trong tiếng Việt có những câu như là con gái con kiếc, người yêu người yếc, bia với chả bọt, tiền với chả long, hoa với chả hết. Thế thì tiếng Nhật phải chuyển sang như thế nào? Em phải dùng từ nanka, nanka. Các bạn hãy cùng nhau theo dõi những cái ví dụ sau đây. Nè nè, kanozo iru? Kanozo nanka iranai yo. Kono bunpo wa muzukashii ne. そうだね。俺は文法なんか全然わかんないや。いやー、お金がない。どうしよう。お金なんか考えなくていいよ。今大事なのは勉強。勉強だ。勉強。ねえねえ、見て見て。かわいくない？お前決勝なんか良くないよ。おいおい、ビール飲みに行こう。ビールなんか飲みたくないよ。水。恋人の誕生日に花がいいかな。花なんかあんまり良くないね。お金。お金だ。そう。花、ドンテアン。ベトナム料理は美味しいですか？そうだね。春巻きとかファーとか美味しい。ねえねえ、新しい家はどう？うん、まあまあ、家内は庭が狭いとかっていろいろ文句言ってたんだけどね。行くを食べることができますよ。あとは例えばトイコテヨエン、トイコテヨエン、ヨエン、ヨエン、ヨエン、あなた、あなた、お、アイス、アイス、アイスね、ラブでラブ、アイスことができる、もう一回、せーの、あ。いいですね、学生仕事。会社員。会社員。学生。学生。お仕事は？会社員。会社員。お仕事は？学生。いいじゃないですか。ボッソン。ボッソン。はいはいはい。そうそう、ボッソン、ボッソン、ボッソン。ですね。そうですね。忙しいですが。忙しいですか。面白いです。Bạn làm cách nào để đi đến trung tâm Nihon Konomori của mình nhỉ? Xin trên mạng mà. Nghe thế à? Ohayo! Ohayo! Thank you.